takeoff.
rất là rung lắc, rất là đáng sợ, rung lắc cách khủng khiếp. Đây là Samsung 25R 2500 mAh. Chờ anh xíu anh qua liền. Có 5 giờ anh qua tới. Ừ.
Ờ, qua liền qua liền qua liền qua liền nha.14 phút và khúc cuối gần như mất kiểm soát, không thể kiểm soát được, không thể nào kiểm soát được. Nhiệt độ là 68 độ C ở 14 phút 29 giây, không quay phim, chỉ chạy và bay thôi. Khúc cuối không kiểm soát được máy bay, mất kiểm soát luôn.